mấy hồ kiều ở Việt Nam rẻ ghê. Rẻ dữ lắm. Cái tưởng sao đi du lịch Mỹ cái tự nhiên giác về cái vali đồ thịt bò 20-30 kg, một đống cá. Mình nói hoài, nói ở bên Việt Nam ăn thịt ăn cá mắc hơn bên Mỹ, người ta không có chịu tin. Có quá nhiều bot. Chi phí chuyển nông sản từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tốn gấp đôi từ Việt Nam chuyển qua Mỹ. Rồi mày trả cái tiền này không à. Rốt cuộc quý vị biết gì không? Cái ông bán ổng không lời, cái người mua cũng không lợi, cái thằng vận chuyển cũng không chuyển được luôn. Rốt cuộc quý vị ai lời không? Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tốn 80 triệu. Trong khi đó chi phí chuyển một container tôm từ Việt Nam sang Mỹ chỉ có 40 triệu. Ồ, phải dân thủ đô sướng. Thành ra bây giờ cứ nói đổi thường. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi nghe rất là nhiều. Tại sao quý vị thấy mấy người mà bán hàng online, rồi mà đồ Mỹ Đế xách tay đem về Việt Nam bán như tôm? Cái đồ Mỹ Đế mà đem về Việt Nam bán vẫn rẻ hơn là đồ của Việt Nam làm. Làm sao vươn ra biển lớn, đại bàng ở đâu mà tổ? Cái đám tụi đầu tư nước ngoài nó vô, nó nghe vậy là nó vãi lên nồn liền. Mà thực tế nó là như vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, và công ty Nhật Bản, công ty đại hàng đồ, nó về Việt Nam, chết mẹ ơi, bây giờ chuyển container qua Mỹ 40 triệu, mà chuyển container từ Hà Nội, từ Sài Gòn đi ra Hà Nội 80 triệu, rồi bây giờ chuyển container từ Chợ Lớn mà đi qua bên Bắc Kinh nữa, rồi đi qua tới bên Trung Quốc có bao nhiêu tiền nữa. Tôi nói ví dụ, bây giờ ở dưới Cà Mau, nuôi tôm, nuôi chết mẹ luôn, ok, nuôi xong, ví dụ như tôi nói bán ký tôm khô, ví dụ như 200, đúng chưa? Vô container, vô đàng hoàng, chở từ ở Sài Gòn đi ra tới Hà Nội. Bot nè, chạm Đồng Nai, chạm Dầu Dây, chạm Quảng Ngãi, chạm Đà Nẵng, chạm Quảng Bình, chạm Thừa Thiên Huế. Chạm này, cái đó là mới ăn công an đấy. Mỗi chạm một ăn 100%. Quý vị tính từ Bắc ra Nam, từ Nam chí Bắc bao nhiêu chạm cảnh sát giao thông, rồi chốt chỉnh, rồi kiểm tra liên ngành các kiểu đồ. Nó là chưa tính xong. Bây giờ đến cái đám bot, mỗi cái bot gì mấy chục, cộng vô. Mà rốt cuộc là còn mắc hơn đi qua Mỹ nữa. Thì rốt cuộc là gì? 200 ngàn tiền đồng hồ một ký tôm khô. Thì cái thằng bán nó phải cộng vô chứ sao? Cha chốt giao thông Sài Gòn chạm 2, chốt Đồng Nai, chốt Ngã Ba Dầu Dây nhiêu, chốt Quảng Ngãi nhiêu, chốt Bình Thuận nhiêu, chốt Đà Nẵng nhiêu, chốt Nha Trang nhiêu, cộng vô hết. Thì từ Nam ra Bắc 200 thì thành 450. Ôi trời ơi, nói thế ở ngoài Bắc gọi vào, thế sao Hà Nội bán tôm khô đắt thế? Thành đây nó bán đắt rồi, chứ ở đây em mua có 250 thôi. Nó nói gì kỳ vậy? Rồi gốc cuộc cái gì? Lên trên Facebook chửi người ta. Ừ, cái thằng nó bán mắc quá, tao gọi vô trong Nam, ở trong miền Nam bán có 250, thế là nó dám bán cho bà 380. Ở tại Hà Nội nó lại nói con lại bà cô nội, con đem tôm khô từ ở dưới Cà Mau mà con đem ra tới Hà Nội, bà biết con đi qua bao nhiêu cái trạm hay không?